Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Dược sư Hải Hội Vô Lượng Thánh Hiền Đồng Thùy Chứng Minh. Kính thưa đại chúng, Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà La Ni là câu thần chú thứ 5 ở trong nội dung thập đại thần chú được tìm hiểu tại Pháp Hội Dược sư 2021 tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Nội dung của thần chú này chúng ta thấy xuất xứ của nó nằm ở trong Kinh Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni, được ghi lại ở trong Đại Tạng Kinh, và để hiểu sâu diệu dụng mầu nhiệm của thần chú này, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua bối cảnh ra đời của nó ở trong bài kinh thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Chúng ta nhớ rằng thập đại thần chú do công của Tổ sư Khánh Anh người Việt Nam chúng ta biên tập ở trong nhị khóa hiệp giải rất là rõ ràng. Tuy nhiên, để hiểu sâu sắc hơn, chúng ta phải tìm hiểu tới xuất xứ ở trong kinh tạng thì chúng ta mới liễu ngộ một cách tuyệt đối. Chúng ta biết rằng lúc ấy Đức Thế Tôn ở tại vườn Cấp Cô Độc thành Xá Vệ cùng với 1250 vị đại tỳ kheo. Các ngài đều là những bậc A-la-hán mà các lậu đã trừ sạch tâm ý, đều được khai giải các phiền não, đều bị đoạn tận. Họ đạt đến điều lợi ích của bản thân và tâm của họ hoàn toàn giải thoát. Trong lúc ấy còn có các vị Bồ Tát Ma Ha Tát đông đảo, đứng đầu là Đại Tuệ Diệu Các Tường Bồ Tát Ma Ha Tát làm thượng thủ. Lúc ấy Đức Thế Tôn khởi lòng từ bi, thương tưởng đến tất cả những chúng sanh ở đời mạt pháp đoạn mạng, tức là ý nói rằng là gì, là chúng sanh ở trong đời mạt pháp biết rằng kiếp giảm 100 năm tuổi thọ, nhưng được mấy ai sống trọn kiếp mà không bị chết yếu nửa đường. Vì muốn cho họ tăng thêm thọ mạng và được những lợi ích to lớn, cho nên Thế Tôn thuyết cái pháp môn gọi là thánh diệu bất khả tư nghị và bí mật sâu xa. Thế Tôn lúc bây giờ mới bảo Đại Tuệ Diệu Các Tường Bồ Tát như sau: các ông hãy lắng nghe, từ đây về hướng tây của Nam Diêm Phù Đề, vượt qua vô lượng cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng. Quốc độ ấy mỹ lệ trang nghiêm, bằng chúng bảo thanh tịnh thù thánh, an ổn vui sướng, vi diệu đỡ nhất mà và vượt hơn tất cả thế giới mười phương. Chúng ta đọc câu kinh này, lắng nghe câu kinh này, chúng ta hình dung ngay đây chính là cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Chúng ta liên tưởng tới trường hợp của Vi Đề Hy sau khi chứng kiến cảnh nội gia sáu thịt, đứa con ngỗ nghịch A Xà Thế đã giam hãm vua cha cho đến chết. Bà đau khổ vô cùng, không bao giờ muốn chứng kiến một cảnh như vậy ở trong vô lượng kiếp vừa sau. Cho nên bà mới cầu thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho bà một quốc độ để bà cầu cái phước tái sanh vào đó, để vĩnh viễn không còn chứng kiến những cảnh đau thương như vậy nữa. Đức Thế Tôn dùng thần lực quán đại của Ngài
hiển lộ vô lượng quốc độ trang nghiêm của mười phương chư Phật để cho Hoàng hậu Vi Đờ Hy được tận mắt chứng kiến. Nhưng ở trong đó, cõi cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là trang nghiêm vi diệu và thanh tịnh đệ nhất. Do vậy, bà phát nguyện sanh về Tây Phương tịnh độ. Thì ở đây, thưa quý vị, đối với bản kinh này được gọi là Kinh Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đại La Ni. Bản kinh này tên nó hơi dài. Ở đây không có trình bày nhiều như là Đại Bổn Di Đà, mà giáo nghĩa này tập trung ở thần chú Đại La Ni. Do vậy cho nên chúng ta tìm hiểu nội dung này để sử dụng ở trong đời sống tu tập thường nhật của chúng ta. Trước tiên chúng ta thấy mình rất là may mắn, còn sống thì được Đức Phật Dược Sư che chở lo cho bớt bệnh tật, và khi chết thì Phật A Di Đà dẫn về Tây Phương. Rõ ràng chư Phật thương chúng ta từ khi còn sống cho tới khi chết, phải không ạ? Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai câu chú của Phật A Di Đà và một câu của Đức Phật Dược Sư. Ở đây chúng ta thấy sau khi Thế Tôn giải thích giới thiệu cho Đại Huệ Bồ Tát hàng thượng thú ở trong hàng Đại Bồ Tát và cõi cực lạc Tây Phương, và Đức Phật nói như thế nào: ở trong thế giới vô lượng thọ công đức tạng kia hiện có một Đức Phật ở đó hiệu là Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni, xin lỗi, Quang Minh Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vân vân. Ngài có đủ mười hiệu của một đấng giác ngộ. Vì thương chúng sanh, Ngài khởi lòng đại bi mà diễn thuyết diệu pháp để khiến cho họ có được lợi ích an vui thù thắng. Chư Phật thương tưởng chúng sanh trầm luân trong sáu nẻo luân hồi, do vậy mà đã diễn thuyết diệu pháp với nhiều phương tiện khác nhau. Đức Phật lại bảo Diệu Các Tường rằng: nay ở trong cõi Diêm Phù Đề này, thọ mạng của loài người là 100 năm, nhưng phần đông họ tạo các nghiệp ác và phải bị chết yếu. Những điều này chúng ta liên tưởng tới kinh A Tăng Nhất A Hàm. Trường hợp của vua nào quên mất hả? Hình như có một vị vua Ba Tư Nặc, đúng rồi. Nhà vua Ba Tư Nặc vì nghe lời sàm tấu của đại thần mà đã giết hại hết thảy 100 người em cùng cha khác mẹ với mình. Bởi vì nghĩ rằng 100 người em này sẽ có nguy cơ xoán đoạt ngôi vua của ông. Nhưng rồi sau khi mà giết em mình xong rồi, ông nghĩ đến giáo pháp, ông nghĩ đến cuộc đời vô thường, ông nghĩ đến những tội ác của mình, ông sinh tâm hối hận và chẳng biết cách nào để hóa giải. Cho nên ông lén lẹn chi giấu hết tất cả những cái gì sâu kín ở trong lòng, và ông đến chỗ Đức Thế Tôn sau khi bỏ xuống năm thứ nghi trượng của bậc đế vương, đi chân trần, đầu không đội nón, vào đánh lễ Đức Thế Tôn. Trong khi đánh lễ Đức Thế Tôn, ông quỳ trước mặt Thế Tôn và đầu của ông chạm vào bàn chân của Thế Tôn. Sau đó ông nâng bàn chân của Thế Tôn lên, vừa xoa xoa vừa vuốt vuốt bàn chân của Phật, và vừa sám hối nhỏ nhỏ sợ đại chúng nghe: bạch Đức Thế Tôn, con đã gây ra tội ác không thể tha thứ, con đã vì vô minh, vì tham đắm quyền lực mà con đã giết cả 100 người em cùng cha khác mẹ với mình. Bạch Đức Thế Tôn, cho con chứng minh cho con phát lồ sám hối. Ông vua giữ thể diện của mình. Đức Thế Tôn cũng hiểu điều này, cho nên Thế Tôn đã dùng vô số cách để mà quở trách những hành vi xấu xa. Thế Tôn nói rằng cuộc đời ngắn ngủi, hà cớ gì phải làm thêm điều ác. Nó ngắn như thế nào? Một ngày một đêm ở cõi trời tam thập tam, cõi này trải qua 100 năm. 100 năm một kiếp người của chúng ta tưởng chừng như dài lâu, nhưng đối với chư thiên ở cõi trời thì chỉ có một ngày một đêm mà thôi. Mạng người thoáng chốc như vậy, tại sao lại tạo thêm điều ác đó chi? Nói lời ác, làm điều ác để làm gì?
Trong khi cuộc sống nó thoáng qua như vậy, và cái quả khổ của nó là 100 năm làm điều ác này phải đọa vô ở trong địa ngục A Tỳ, chịu một cái thời gian khổ đau lâu dài tới 1.696.000.000 năm. Tại sao phải tự đày đọa mình như vậy? Tại sao phải cờ dại làm như vậy? Một người có trí, người đó không dại gì làm những cái việc ác để tự vùi sâu cuộc đời mình ở trong địa ngục. Mặc dầu vua Ma Tư Nặc đã quy y Phật, đã tinh tấn tu tập một đời, nhưng mà cái quả ông phải chịu đó là vẫn đọa địa ngục như thường. Sau khi đọa địa ngục xong, hết kiếp đó, ông ra, ông mới hưởng được vô lượng phước báo mà ông đã tu tập sau khi sám hối. Vậy thì thưa quý vị, Thưa Tôn nhắc nhở chúng ta, cuộc đời mong manh, vô thường, 100 năm tưởng chừng như là dài lắm, nhưng được mấy ai thọ mạng đủ 100 năm, nửa đường chết yếu thì rất là nhiều. Và chúng ta thấy gần đây dịch Covid-19 nữa, thì cuộc đời hết sức là mong manh. Chúng ta tưởng chừng như mình có thể duy trì được thân mạng này thêm lâu chút nữa, hoặc có thể thu đắc được một số sự thành tựu nào trong cuộc đời, nhưng mà thoáng chốc như giấc chiêm bao, rồi á mới nay còn mãi mai mất rồi. Rồi bao nhiêu thứ khác nhau nữa, chứ không phải là cái dịch nó gây tàn hại cho chúng ta. Gần đây thầy có nghe hai vợ chồng còn trẻ tuổi, những cái căng thẳng của Covid và cái căng thẳng công ăn việc làm, và họ giấu kín tất cả những nỗi đau khổ này, nó dâng cao tới mức không thể nào họ thoát ra được. Họ đã dùng súng và giết nhau, hai người chết hẳn. Chúng ta thấy cái sự tương tác khởi lụy của nghiệp lực đó, nó chi phối vô cùng ở trong tâm tư của chúng ta. Và chúng ta nói như thế không nghĩa rằng là chúng ta sợ hãi vô thường rồi chúng ta sống buông thả, mà chúng ta hãy ý thức rằng có được mạng người thật là quý báu. Sự tồn tại của chúng ta thêm một giây phút là cả một sự quý báu. Vậy thì chúng ta sử dụng cái sự quý báu này cho thật là khôn ngoan, không có dạy gì lãng phí thời giờ, cũng không dạy gì là đỡ cho tâm mình vướng chấp ở trong những phiền muộn. Có nhiều người buồn quá, giận quá, căm thù ai đó, hờn giận ai đó, gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cuộc đời có 100 năm ngắn ngủi như thế mà dám bỏ ra 10 năm để trả thù. Cũng như là cuộc đời ngắn ngủi là thế mà lấy vài tháng đỡ ra giận hờn cho vui. Thật là lãng phí phải không? Chúng ta hiểu điều này, cho nên chúng ta lập tức lướt qua khỏi tất cả sự chấp trước ở trong lòng, sử dụng nó vào sự tu tập. Tu tập là gì? Là giữ cho tâm mình ở trong định, ở trong trí, ở trong huệ, trong sự an lành, trong giải thoát, và thấy rõ cuộc đời là vô thường, về dạng pháp nó diễn ra tấn tốc mau chóng. Cho nên hãy làm được gì, tạo được gì trong đời sống này lúc mình còn hơi thở là điều quan trọng nhất. Người ta nói rằng hãy cho đi khi mình còn sống, đừng đợi khi chết rồi mới cho. Chết rồi người khác cho, chứ mà mình không cho người ta cũng tự lấy thôi à. Thành ra chúng ta làm được gì là làm trong lúc mình còn sống, và chắc chắn rằng những gì mình cho là những gì mình sẽ có được, chứ không có ai giành được của mình ở trong phước báo này. Vậy thì ở đây rõ ràng ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã giới thiệu một cảnh giới cực lạc Tây Phương. Cảnh giới cực lạc Tây Phương cho mọi người cùng thấy rằng ở nơi đó người ta thọ mạng lâu dài, một kiếp bất thối chuyển, sanh vào Tây Phương tịnh độ thì không còn tái sanh trong luân hồi, không còn phải chịu cảnh chết đây sinh kia và thọ chịu những cảnh già bệnh chết ưu bi khổ não nữa. Chúng ta cứ hình dung xem oai đức của một vị trời tam thập tam thì nếu như so với gì, so với con người của chúng ta, giống như là một cái ông vua đầy đủ uy nghi phước báo với một người bằng cùng khốn khổ, hoặc so một con thiên nga với một con quả đen. Cũng như thế, đem oai đức của một vị trời tam thập tam mà so với thiên chúng ở cực lạc Tây Phương thì cũng giống như là con quả đen so với thiên nga vậy. Do vậy cho nên một kiếp chúng ta, một đời chúng ta mà vãng sanh Tây Phương tịnh độ thì thọ mạng dài lâu. Do đó cho nên Phật A Di Đà đã khéo
tuyên diễn pháp âm để dẫn chúng ta về cực lạc Tây Phương mà Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Nhưng thưa quý vị, ở trong công phu tu tập niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ, đôi khi chúng ta mệt mỏi. Nếu như có người nào muốn thọ trì sự ấn mật, tiếp xúc được diệu pháp của Phật A Di Đà, thì hãy tìm hiểu đến Thánh Vô Lượng Thọ Quang Minh Vương Đà La Ni. Hãy tìm hiểu tới giáo nghĩa này, tâm chú này, thì chúng ta thành tựu những cái pháp thù thắng trang nghiêm. Cho nên á, lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói, nếu có thiện nam tín nữ nào luôn luôn chí thành và mong cầu diệu pháp, thời ông hãy dạy cho họ pháp môn. Đó là gì? Đó là pháp môn 108 mẫu tự vô lượng thọ quyết định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni. 108 mẫu tự. 108 mẫu tự này là tính theo tiếng Phạn, nhưng mà nếu như dịch sang tiếng Việt thì có 67 chữ mà thôi. Mẫu tự của tiếng Phạn nó khác, nhưng tiếng Việt chúng ta phiên âm thì 67 chữ. Án nại ma na các ngõ đế a ba ra mật đạp a u ri a nạp tô tất nể thiệt chấp đạp điệp ta ra ta giả đắc tháp ca đặc giả a ra ha đế tam bị ta đặc giả đắc nể giả tháp án tất rị ba tăng tư các rị bất rị tục đạp đạt ra mà đế ca cả là tăng bằng ngọc ca đế ta ba ngõ tiền tục đế ma hát nà giả ngoại rị ta hát. Chúng ta đọc như thế thấy chán rồi không? Không hiểu gì hết, không hiểu nói gì hết. Đọc nó muốn téo cái lưỡi, đọc lộn ngược lộn xuôi treo lưỡi và thấy chán quá, thấy chán quá. Hồi nhỏ mới vô chùa, bổn sư đem đưa cho Lăng Nghiêm thập chú, nói học thuộc đi con. Tức là mình học, mình vừa học mà vừa tức. Tại sao? Bởi vì mình học không hiểu gì hết. Tại vì ở đời cái gì mình phải hiểu rõ. Hôm nay tự nhiên mình làm một cái việc mà mình không hiểu. Tại sao phải học cái này ý nói cái gì? Tại sao phải ghi nhớ nó làm gì? Chẳng hiểu về lợi ích, chẳng hiểu về giá trị, chẳng biết gì cả. Nếu chúng ta có hiểu được một chút thì tâm chúng ta bắt đầu có sự nương cá và nó tạo ra sự khích lệ, sự tinh tấn. Ai thế này mình không hiểu gì cả, bắt học thuộc lòng. Nhưng mà không thuộc á thì bị chê. Tại thấy ai cũng thuộc hết thì giờ mình phải thuộc. Thậm chí các Phật tử già rồi biết chữ A, B, C thôi, vậy mà họ cũng thuộc. Tự nhiên á, mình khâm phục vô cùng. Nói tại sao mấy người già này chữ nghĩa không có nhiều mà sao sao họ thuộc hết rồi. Còn mình khổ cực như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, khi lớn lên một chút, tìm hiểu và đến giờ đây thì thầy nhận ra một điều: con người chúng ta trôi lên trong luân hồi, đó là do vọng tưởng điên đảo. Vậy thì làm sao để cho vọng tưởng dừng lại và điên đảo chấm dứt, trí tuệ sáng ngời? Lúc đó bóng mây của luân hồi sẽ không thể che trên đầu chúng ta được nữa. Chúng ta đi vào trong ánh sáng Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi chiếu vạn pháp như huyễn tự tánh vốn không. Như vậy tâm chúng ta giải thoát. Thành ra Đức Phật không đưa ra bất cứ một tông chí nào, nhưng mà tùy theo căn tánh phàm phu, Phật dạy dỗ phương thức thích hợp cho người đó để cho họ đạt được sự giải thoát. Thế rồi người đời truyền tụng tổ sư tìm cách tìm những cái giáo nghĩa tương đồng để xây dựng lên tông phái. Và tông phái là điều mà của chúng ta chứ không phải của Phật. Cũng giống như kiến thức loài người chỉ là kiến thức mà thôi, nhưng phân chia cho rõ ràng theo trình tự chuyên môn, phân tích sâu xa thì tạo ra các ngành khoa học khác biệt. Đây cũng là chuyện bình thường của con người. Và tất cả các nhà đại thừa, tất cả các vị tổ sư, họ đều dựa vào lời dạy của Phật và cố gắng phân tích, thuyết minh cho người đời thấy rằng họ hiểu đúng với lời của Phật. Và họ thuyết phục người khác đi theo lập trường của họ. Nhưng chúng ta hiểu rằng nếu như đi theo bất cứ một lập trường nào và dính mắc vào trong bất cứ một cái loại lý luận nào thì vẫn bị dính mắc, vẫn bị giới hạn ở trong đó. To lớn như núi Tu Di chắc chắn nó vẫn còn giới hạn, bởi vì nó không thể nào ra khỏi sự bao phủ của hư không vô tận. Chỉ khi nào tâm chúng ta ở trong cái trình độ như là hư không bao la, thế giới vô tận, thì lúc đó
chúng ta mới thở nhập được cảnh giới này. Vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy ở trong cái tinh thần đó, một câu chú được ra đời. Và câu chú thường là một loại mật ngữ. Mật ngữ là vì sao? Bởi vì tâm chúng ta khó hiểu. Nhưng nếu như chúng ta chiêm nghiệm sâu xa, chúng ta cũng không phải không thở nhập được. Và nó có thể nói rằng là một phương thức tu tập ngắn nhất. Câu chú mà các vị nghe vừa rồi được hiểu như sau: quy mạng lễ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ, trí quyết định Quang Minh Vương Như Lai, ứng cúng chánh định chánh giác, tất cả hoạt động tâm ý đều là pháp tính cực thanh tịnh, thanh tịnh như tự tánh thánh thượng của hư không. Hãy phát khởi thánh nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của đại niết bàn. Đó chính là nghĩa của câu thần chú mà chúng ta nghe vừa rồi. Thử phân tích một chút xíu xem: quy mạng lễ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ, ý nói rằng chúng ta quy mạng tức là quy hướng về đảnh lễ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ. Tại vì sao? Bởi vì Ngài ở thế giới cực lạc, tuổi thọ dài lâu không thể tính xế, cho nên gọi là Vô Lượng Thọ. Trí quyết định Quang Minh. Trí quyết định Quang Minh này là gì? Là một loại trí sáng, đây là trí bát nhã, là một loại trí mà không có bị vướng chấp ở trong bất cứ một điều gì. Thầy thưa với đại chúng, khi chúng ta kiến lập Bồ Đề Phật Quốc, những Phật tử đến đây ngày đầu tiên, ai cũng thấy nơi đây như là một chỗ gì đó hết sức là kinh sợ. Dân chúng thì hung dữ, đất đai thì dơ bẩn, nhà cửa thì tồi tàn, ai thấy cũng khiếp đớm hết. Và có Phật tử còn nói rằng thầy không biết chuyện cho nên thầy mới mua cái cơ sở này. Thầy nói như vậy. Vâng, thầy không biết thật sự, nhưng mà thầy biết, đó là thầy biết cái đạo lộ giải thoát. Thầy biết ở đây là gì, là thánh địa cho sau này. Với núi như vậy, với sông như vậy, với độ cao như vậy, và với cái hình thù như vậy, với cái hướng như vậy, thì nó sẽ phát triển như vậy, như vậy. Và tất cả những kiến giải của người khác là bị mắc kẹt ở trong những kiến thức thường tình. Đã có trên 200 người đến đây tìm hiểu cơ sở này nhưng không mua được. Là vì sao? Bởi vì họ thấy họ khiếp đớm quá, họ lo quá, họ sợ quá. Và tại sao họ sợ? Bởi vì họ kinh nghiệm ở trong sự sợ hãi. Họ có quá nhiều kinh nghiệm, có quá nhiều kinh nghiệm, và lúc bây giờ trí tuệ của họ bị vướng ở trong cái kinh nghiệm đó, và kinh nghiệm đó nó giữ cái trí tuệ của họ không thể nghĩ ra ngoài trí tuệ đã được. Cho nên để đạt được chân trí ở trong giáo pháp của Như Lai, buộc chúng ta phải gì? Buông bỏ. Khi chúng ta buông bỏ hết tất cả mọi thứ không còn giới hạn ở trong tâm, và chúng ta nhìn nhận một hiện tượng, lúc đó chúng ta sẽ nhìn đúng với bản chất của nó. Chúng ta không có bị ký ức, không bị kinh nghiệm, không bị bất cứ cái gì chi phối trong tư tưởng của chúng ta. Thành ra tâm chúng ta nhìn vạn vật rất là thoải mái. Nếu như chúng ta có thể bỏ hết cái kinh nghiệm của gì? Của thế giới năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn vạn vật ở trong trí bát nhã ba la mật đà. Do vậy cho nên ở đây nói rằng là gì? Là trí quyết định Quang Minh. Đây là trí bát nhã ba la mật đa, một loại trí không có bị ảnh hưởng bất cứ một loại nào. Trong Du Già Sư Địa Luận xem loại trí này là gì? Là hiện tại thực chứng, không có thông qua bất cứ một sát na suy lý nào. Nhận ra tất cả là khối nghiệp đều bốn đại và bốn đại chúng sở tạo. Và trong đó là gì? Là thế giới có ngũ uẩn bao phủ. Chỉ vậy thôi. Ngài đạt được cái cảnh giới giác ngộ tối thượng, đó là một đấng Như Lai ứng cúng chánh định chánh giác. Tất cả hoạt động tâm ý của Ngài đều là pháp tính cực thanh tịnh. Khi chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, con mắt mình nhìn thấy, hoa là đối tượng chúng ta nhìn thấy. Các vị theo dõi nếu không nhận ra được. Và chúng ta biết rằng đây là một đóa hoa, đó gọi là nhãn thức đã hình thành trong nội tâm.
Nhãn thức là một cái gì? Là một nguồn năng lượng siêu cực. Nó theo thần kinh siêu việt của chúng ta dẫn lên não bộ và bắt đầu tạo ra sự xung động phân tích. Như vậy lúc đó ánh tượng vừa một đóa hoa đã đi vào ở trong não bộ chúng ta, và trên môi trường siêu việt của não bộ, lúc đó mạc na thức hình thành. Mạc na thức nhận ra hình ảnh này đã tương tác vào, và sự phản chiếu này hình thành lên một cái khả năng phân biệt. Khả năng này gọi là ý thức. Ý thức này nó bị chi phối bởi cái gì? Bởi mạc na thức kế thừa kho tàng A Lại Da mà đem ra tương tác ở trên ý thức. Sự hoạt động nhanh chóng phát triển kiên cố của thức thứ 8, thức thứ 7, thức thứ 6, chúng ta gọi là sự phát triển kiên cố của tâm, ý và thức. Nó tạo ra một nguồn năng lượng hoạt động siêu cực còn hơn là tốc độ của ánh sáng. Như vậy thì chúng ta ở trong hiểu trong cái cấu trúc này mới thấy được là một nền khoa học tâm linh. Và ở trong cái cảnh giới này, chúng ta bị vướng chấp bởi những cái bóng của nghiệp phiền não. Thành ra tâm của chúng ta lúc bây giờ ở trong nền tảng của tâm sinh diệt. Cái tâm đó hình thành lên là sinh, trụ, hoại và diệt nó như thế nào đều nằm ở trong tâm sinh diệt. Và tất cả cảm thọ đời sống chúng ta dựa trên cái tâm này mà chúng ta xem nó là nội tâm của mình. Vô tình chúng ta đặt mình, đời sống của mình vào một áng mây trên bầu trời, trong khi thực thể của chúng ta là hư không trùm khắp pháp giới. Như vậy chúng ta lại vướng vào trong chấp trước này. Thành ra làm sao để chúng ta thoát khỏi nó? Chỉ có an trú vào ở trong hồng danh Phật, an trú vào ở trong mật chú. Và do vậy mà nó tạo ra một khối định lực kiên cố và trí tuệ sáng ngời. Lúc bây giờ tất cả những cái yếu tố xung quanh nó sẽ tự rơi rụng, tự thiêu đốt. Và chúng ta thoát khỏi ra cái bóng mây che phủ trên đầu của mình. Con đường đi của chúng ta ở trong tinh thần của mật chú nó là như vậy. Và rõ ràng ở đây tất cả hoạt động tâm ý đều là pháp tính cực thanh tịnh. Bởi vì Phật A Di Đà đã thành tựu cái pháp tính cực thanh tịnh trong quá trình tu tập của ngài. Từ một vị gọi là tỳ kheo pháp tạng, bỏ cả ngôi vua, phát 48 lời nguyện, rồi xuất gia học đạo, mà từ đó thành tựu đại nguyện bao la này. Cho nên cái quốc độ này được hình thành. Thế là chúng ta thấy trong tâm của ngài pháp tính cực thanh tịnh. Thanh tịnh giống như cái gì? Như tự tánh thánh thượng của hư không, kỳ diệu vô cùng. Ở trong hư không biểu lộ ra tất cả mọi hình hài, nhưng luôn luôn là vắng lặng tịch chiếu. Tự tâm của chúng ta cũng như vậy đó, nó luôn luôn vắng lặng tịch chiếu, nhưng mà biểu lộ ra là biểu lộ của nghiệp lực. Thành ra nếu chúng ta tích lũy thêm cái phước thì chắc chắn rằng nó biểu lộ ra một đời sống với một thân mạng siêu việt của chư thiên các cõi trời. Nếu như mà tích lũy nghiệp thì nó thọ lấy một cái thân nặng nhọc như là súc sanh, là địa ngục, là ngã quỷ, chịu bao nhiêu thứ khổ não đối khác. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái thân thánh tịnh, gọi là cái tâm thanh tịnh như tự tánh thánh thượng của hư không. Nếu như chúng ta muốn đạt được cái thân đó, muốn đạt được cái pháp tính siêu việt đó, thì chúng ta phát khởi thánh nguyện mà mặc chú nói rằng hãy phát khởi thánh nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của đại niết bàn. Như vậy thì phát khởi cái sự thánh, cái tâm thánh thượng là tâm gì? Cái tâm không có chôn vùi cuộc đời mình ở trong bất cứ cái gì, mà đây gọi là đại nguyện giải thoát. Có người sợ quá con không phát nguyện nổi, con nghĩ con bây giờ cũng thành Phật được. Sao lại không thành được? Bởi vì Phật á, vốn có trong tự tâm, chúng ta quên đó thôi, chứ đâu phải là chúng ta đi tìm Phật. Chẳng qua là chúng ta quên. Giờ đây học là để nhớ lại, nhớ lại những gì mình có. Có một số người hôm trước có mấy người cho thầy cũng vài ngàn Mỹ Kim. Thầy hỏi tại sao cho?
Thầy nói, họ nói rằng thưa thầy, tiền con bỏ ngân hàng lâu quá con quên mất. Bây giờ tự nhiên nhà bank nó báo lại là sao lâu nay không thấy lấy tiền. Thành con mới nhớ con có tiền đó, và con nghĩ rằng tiền đó không phải của con. Thôi nó cỡ như mất rồi, thành ra con cúng cho thầy. Trên đời có những chuyện đó, nó buồn cười như vậy đó. Thầy á, cứ đi hướng kế rất nhiều chuyện đó. Hướng nhiều chuyện, tức là tại sao vì người ta cũng thương, thương đạo tràng của mình là vung vén rất là nhiều, vung vén cách này, vung vén cách nọ, để chúng ta giữ gìn cái tiếng nói của chánh pháp. Chánh pháp được lưu bố rộng rãi, phải là cả một sự hộ trì và vung vén của nhiều người, mỗi người một chút, mỗi người một chút như vậy đó. Nhưng rất là quý đó thưa quý vị, thấy vậy đó. Nhưng mà đông tây á, đông tây vỗ thành tiếng, nó là vậy, chứ không thể nào là một người hai người có thể lo nổi. Như vậy thì ở đây rõ ràng chúng ta hãy phát khởi cái thánh nguyện rộng lớn. Mà thánh nguyện rộng lớn là gì? Là cầu chú thượng bồ đề. Cái nào nói thưa thầy tu mà còn cầu, đấy là tham à, nói tưởng chừng như là hay, nhưng mà nó hiện ra là cả một sự dốt nan. Tại sao? Chúng ta cầu một sự thanh tịnh thì đó là một sự phát nguyện thanh tịnh chứ. Còn nếu như cầu đó được một cái gì mang tính tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, điều đó nó mới xấu. Còn đây chúng ta cầu mong được làm nhiều điều thiện, đây là một cái phát nguyện thanh tịnh mà, là một ước muốn cao thượng mà tại sao không được tôn trọng, phải không hả? Thành ra đừng có hiểu nửa chừng câu nói như vậy á, nó sai đó. Phải hiểu cho rõ, phải hiểu cho đúng. Thành ra chúng ta hiểu phát khởi cái tâm mong cầu này là một loại đại nguyện hay là phát nguyện. Và cái nguyện này là cái nguyện mạnh mẽ, cái nguyện lớn lao. Nguyện không có phải là ngày duy trì lại một sự hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình. Tại sao? Sao gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi? Bởi vì nó thoáng qua bằng chư thiên cái một ngày một đêm. Nó thoáng qua như vậy mà chúng ta lại chăm lo nó tận lực, để rồi á, một thoáng qua chúng ta lại mang lấy nghiệp đi tiếp. Thành ra chúng ta gọi là nhỏ nhoi, chứ còn nếu như tính trong kiếp người thì nó được chứ. Kiếp người là điều đáng trân trọng chứ. Cho nên phải hiểu rõ cái chữ nhỏ nhoi này đứng trên phương vị nào. Đứng trên lập trường của một chư thiên thì nó quá nhỏ, phải không ạ? Hay là đứng trên cái sự giác ngộ của chư Phật thì chúng ta tất cả đều là lầm than à, nhưng mà đứng trên đạo lý cuộc đời thì nó vẫn có thiện ác rõ ràng. Cho nên á, chúng ta lý luận cái gì, nói cái gì là phải dựa trên cái chỗ đứng không gian và thời gian rõ ràng để chúng ta hình thành. Thế thì ở đây á, chúng ta phát khởi cái thánh nguyện mong cầu đạt được Niết Bàn. Và vì mong cầu đạt được Niết Bàn cho nên chúng ta mới thọ trì thánh vô lượng thọ quang minh vương đại la ni. Vậy thì việc chúng ta tu tập là để mong cầu đạt được Niết Bàn, chứ không phải có được một chút hạnh phúc, có được một chút an vui, hoặc là để tìm kiếm một sự giàu sang tạm bợ trong thế gian này. Đây là những chân lý mà chúng ta hiểu rõ. Chúng ta làm bất cứ mọi việc không có rời khỏi Bồ Đề Tâm, không có rời khỏi cái tâm mong cầu giác ngộ tối thượng. Mong cầu giác ngộ tối thượng này là mong cầu nhanh chóng trở về với tự tánh thường hằng của chính mình. Và từ nhiều kiếp chúng ta đã quên mất vọng trần dẫn dắt chúng ta trôi lên trong sanh tử luân hồi, biến mình trở thành một gã cung tứ lang thang, đi tìm năm món ăn, đó là tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ, bước những cái bước chân nhỏ bé trên mặt đất, từng bước rồi than, tìm không ra cho nên than, khổ quá, khổ quá, khổ quá. Và Thế Tôn nói, chúng sanh là những kẻ thật đáng thương xót. Đáng thương xót là như vậy. Tại sao mình có một kho tàng như thế, không tìm cách nhanh chóng để mà trở về nó, để sử dụng nó, mà cứ dùng thời gian vào một cái đời sống gọi là tạm bợ như vậy, mới gọi là đáng thương xót, phải không ạ? Rồi gì nữa? Rồi như Pháp Hoa nói rằng ấy, lấy cái viên ngọc cột ở trong cái chiếu áo, vậy mà cứ đi xin ăn. Hồi đó đọc kinh Pháp Hoa, thầy đọc cái câu kinh này nghĩ cũng giận, cái anh chàng nào mà thật là khờ khảo quá trời quá đất luôn, phải không ạ? Đọc cái câu kinh đó tự nhiên mình thấy mình giận, mình nói cái anh này mà cho gặp tôi chắc tôi ký mấy cái cho ưu đầu lên. Tại vì không ai khờ khảo như thế, lấy cái viên ngọc
như ý đem cột vào trong chiếu áo rồi đi xin ăn. À, mình bố sư tại hội á, là câu kinh đó con đọc con nghĩ sao, con nói cái anh này ngu hết biết. thì bố sư vậy, bố sư là cười. À, con nói đó là con nói con đó, con biết không? Cái thầy con nói, ủa con nói con hồi nào? Lúc đó mình không nhận ra, nhưng mà tới bây giờ này mình mới nhận ra là cái viên ngọc như ý ở trong tự tâm của mình không lấy ra xài. Mình ý cứ lanh quanh chuyện này chuyện kia, vui trong những cái đời sống phàm tình này. Rõ ràng á là mình đang mắng chửi mình thôi. À, thành ra chúng ta học pháp, nếu như nói không khéo á, là Đức Phật như dùng vô lượng phương tiện để quở trách cái sự si dại của chúng ta. Và Ngài từ mẫn thương xót đưa chúng ta rất nhiều cái phương thức để chấm dứt sự si mê này. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có nhớ nhiều, nghe chút xíu rồi á, đứng lên thì quên hết, rồi vẫn tiếp tục trôi lên. Thưa quý vị, đó chính là những điều quan trọng được nói ở trong câu thần chú vừa rồi. Và lúc bây giờ Thế Tôn khẳng định như sau: này Diệu Cát Tường, nếu như có người nào đọc tụng biên chép thần chú 108 mẫu tự này thì công đức thật là vô lượng vô biên, và đặc biệt là thọ mạng sẽ kéo dài đầy đủ 100 tuổi. Được gọi là gì? Là hóa giải tất cả những cái nghiệp sát nhiều đời, cũng như là những tai ương nạn ích khiến cho chúng ta yếu mạng. Sau khi thân hoại mạng chung ở quốc độ này thì lập tức vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thọ lấy một cái thân thiên chúng ở cõi cực lạc Tây Phương, một đời bất thối chuyển, ngang đó không còn khổ bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, mà an trú ngang đó tiếp tục tu tập cho tới khi thành định chánh giác mới thôi. Có cái khổ nào hơn là chúng ta chết? Có khổ nào hơn là chúng ta bệnh? Có khổ nào hơn là chúng ta già đi, xấu căn nó lụt đi? Rồi có khổ nào hơn là chúng ta không thở được nữa mà phải chấm dứt cuộc đời? Cái khổ đó không ai tránh khỏi, không có bất cứ một tôn giáo nào mà có thể rời khỏi cái khổ này, cũng không có một đấng quyền năng tạo hóa nào có thể chấm dứt chúng ta không khổ nữa. Do vậy cho nên chúng ta chỉ còn là tìm một cảnh giới siêu việt ở Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên Tài vẫn khuyên các vị là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, đừng coi thường điều này. Một vị chứng tam quả A-na-hàm cũng đã sanh ở đâu? Ở cõi trời ngũ tịnh cư, không tái lai cõi này. Nhưng chắc chắn rằng họ phải đoạn năm hạ phần kiết sử, và thượng phần kiết sử chưa đoạn được, nhưng cũng phải tiếp tục là phát khởi tín tấn niệm định tuệ, năm căn năm lực ở trong 37 phẩm trợ đạo để đoạn trừ, thì lúc bây giờ đi vào kinh giới vô sanh pháp nhẫn. Nếu như không đạt được chỗ này thì phải tiếp tục tái lai mà thôi. Giả sử ở đây á, chúng ta nương vào thần lực của Phật A Di Đà là một điều kỳ diệu. Tại sao chúng ta lại không có phát tâm nương tựa? Có người ý lại cho rằng á, tôi tự thân mà tu tập không cần sự gia trì của Phật. Nói như thế là chúng ta đã phụ lòng rồi. Nếu như không có tình thương của Phật, nếu như không có sự gia hộ của chư đại Bồ Tát ở trong mười phương, Thế Tôn khẳng định rằng vĩnh viễn không có một chúng sinh nào có thể chấm dứt khổ đau, không có ai có thể giải thoát khỏi trầm luân. Những điều như vậy đã tuyên thuyết ở trong kinh Tạng Nguyên Thủy, cho nên chúng ta không có nên tuyên bố theo cách đó. Hễ chúng ta phát tâm tu tập thì chúng ta tiếp xúc với sự gia trì của Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần. Và ở đây á, chúng ta thọ trì mật chú này để đoạn trừ tất cả những nghiệp sát. Do vậy mà phước báo chúng ta tăng trưởng, thành ra thọ mạng chúng ta được kéo dài ra. À, còn nếu như mà chúng ta không thể nào ngăn cản được cái nghiệp mà mình đã tạo ra, thì lúc đó thân hoại mạng chung với năng lực, với phước báo, với cận tứ nghiệp như vậy, chúng ta sanh Tây Phương Tịnh Độ bằng năng lực của thằng chú này. Công đức thật là lớn lao, phải không thưa quý vị? Tại sao chúng ta không có dùng một cái phương pháp, một công năng quý báu đó? Gần đây, cách đây mấy ngày, có vài Phật tử có gọi cho thầy, nói thưa thầy, chiều lại thầy ăn ít thôi ăn thầy. Thầy nói tại sao? Thầy nói là thưa thầy, là anh con mới cách đây mấy ngày ăn một bụng, thế là lên ghế nằm 10 phút chết mất. Nếu như anh con mà ăn ít thì không chết rồi.
À, thì cô Phật tử này theo tội lo cho thầy ăn nhiều thì chết. Thầy bảo thầy ăn ít. Rất nhiều Phật tử có thương lắm, thương thầy đu cứu hết. Thấy thầy bệnh á, là mỗi người cho một liều thuốc và 20 người 20 liều khác nhau. Thầy cũng uống một trận 20 người rồi mà chán bớt. Cho nên thưa vị, đôi khi thầy sống hơi bạc mạng, hơi liều với cái nghiệp nhân của mình. Nhưng mà thầy biết rằng á, nếu như phước báo nó hết, nhân duyên nó hết thì mình ra đi. Mình ra đi cũng nhanh. Ngày xưa ra đi thì sợ, tại vì sợ không biết đi đâu, cũng bây giờ đã biết rõ thì không sợ nữa. Tại vì chúng ta đi tới một cái chỗ an lành hơn cái chỗ này thì chúng ta sợ gì phải không? Cho nên còn mong đi càng nhanh chừng nào càng khỏe chừng đó. Có vài cô lớn tuổi nói thưa thầy á, con sợ thầy chết. Và thầy thấy rằng á, cô 80 tuổi mà còn sợ thầy chết. Thầy nói yên tâm đi, cô chết trước thầy là cái chết rồi. Như dạ thưa thầy, như thế con cảm ơn. Tại vì sao? Bởi vì mong thầy á, tiễn đi một dặm đường đó. Chúng ta không nên là mong thầy tiễn đi một dặm đường, mà hãy tự nương vào thần lực vi diệu của Phật, nương vào oai đức của thần chú. Thì chúng ta nên thọ trì gieo nhân công đức, chúng ta sẽ được như sở nguyện. Và thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn nối ra thần chú này rồi, không phải các vị hoan hỷ đón nhận, cũng không phải rằng là thầy hôm nay tuyên thuyết lại, mà trong kinh nói rằng lúc đó có hết thảy là 99 ức Phật đồng lúc dị khẩu đồng âm cũng tuyên thuyết thần chú này, tức là ảnh hưởng tới 99 ức. Và sau đó 98, 97, 96 dần dần cho đến lan tỏa ra vô lượng chư Phật ở trong 10 phương thế giới, nhiều như là số cát sông Hằng, đều dị khẩu đồng âm tuyên thuyết thần chú này. Cho nên chúng ta biết thần chú này là một loại thần chú trùm khắp pháp giới và được 10 phương chư Phật tán thán ca ngợi. Cho nên nếu như có chúng sanh nào nghe được thần chú Đại La Ni này thì họ vĩnh viễn sẽ không làm thân chim, thân loài bốn chân, thân loài dị loại nhiều chân. Ở trong tương lai, những chúng sanh ấy mau chóng sẽ thành tựu bất thối chuyển và chứng đắc quả vị vô thượng chánh định chánh giác. Hôm nay các vị đến chùa, các Phật tử Bồ Đề Phật Quốc mỗi tuần tụng câu chú này thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không có làm cái loại thân con chim bay lên trời, cũng sẽ không làm những loại thân súc sanh bốn chân, hoặc là những loại cái nhiều chân bò trườn trên mặt đất, cũng như là không làm những cái thân xấu xa nữa, mà nhờ oai đức công đức này chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với cảnh giới bất thối chuyển. Đó là công đức chúng ta vô tình gieo trồng mà chúng ta không biết đó thôi. Thế Tôn nói rằng rõ ràng nhân vì thương xót hết thảy chúng sinh, chúng ta tóm tắt lại câu chú vừa rồi, ở đây chúng ta thấy rõ ràng Đức Thế Tôn thương xót hết thảy chúng sinh ở trong đời mạt pháp yếu mạng, mà ngài mới nói với Bồ Tát Đại Kiết Tường và câu thần chú thánh vô lượng thọ quyết định quang minh phương Đà La Ni, để cho tất cả những ai nghe được thần chú này phát tâm đọc tụng, giảng nói, biên chép thì phước huệ sẽ tăng trưởng ở trong hiện tại an vui, và sau khi thân hoại mạng chung nhờ công đức đó vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Mời các vị chúng ta học tiếp một câu chú nữa. Câu chú tiếp theo đây, câu thứ 6 ở trong thập đại thần chú, đó là Dược Sư Quán Định Chân Ngôn. Chân ngôn nào nó cũng bắt đầu từ tu hành thật ngữ. Thật ngữ tức là giữ giới không dối, không nói lời thô ác, không nói lời hai chiều, không nói lời thêu dệt. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu như không nói được sự thật thì hãy nói quanh co. Phát má, sắp cưới. Tại vì mình nói ra thành nói dối thì sao? Cái nhân nói dối đó sẽ gặt cái quả lừa dối của người khác. Cho nên mình nói quanh co đỡ không thành nhân nói dối. Hoặc là không nói được thì yên lặng, không yên được buộc phải nói thì nói quanh co, cứ càng vòng như thế để không tạo nghiệp. Đó là cách mà chúng ta nên tránh. Và cẩn thận, chúng ta thấy là khi chúng ta giữ gìn được cái miệng của mình cũng là chúng ta tạo ra công đức, tạo ra tài sản của mình đó. Thành ra đây chúng ta tu tập từ đó mà hình thành lâu dài. Rồi nếu như yên lặng thì trong tâm nghĩ và chánh pháp, nếu như nói ra là nói ra những lời thanh tịnh, đây gọi là im lặng trong gì?
im lặng trong chánh pháp và nói năng trong chánh pháp. Chúng ta dùng một chữ khác gọi là thánh mặc nhiên và thánh thuyết, nghĩa là như vậy. Thế thì ở đây á, chúng ta tu tập như vậy và các Bồ Tát tu tập như vậy đến mức thành tựu sự thanh tịnh của thân ngữ và ý, cho nên lời của Ngài nói ra đạt được một sự diệu dụng và cái tính cô động của nó, cô động tới hết mức cô động. Chúng ta gọi một chữ khác đó là tinh hoa trong tinh hoa. Tinh hoa trong tinh hoa hay là gì? Là ngập ở trong hoa sen. Lúc đó được gọi là gì? Được gọi là mật chú. Tại vì nó quá cô động, nó quá trừu tượng, nó quá sâu màu, khó có thể thoáng qua mà hiểu được. Thành ra chúng ta gọi là mật. Câu chú của Đức Dược Sư Như Lai đó là gì? Nam mô Bạc Già Bạc Đế Bởi Sắc Xả Thủ Lô Tứ Trụ Ni, vân vân. Chúng ta nghe rồi phải không? Thầy đọc lại các vị nghe mà thêm. Giờ đây chúng ta phân tích một chút. Chữ Nam mô nghĩa là gì? Có chỗ người ta dịch chữ là nẵng mồ. Nẵng mồ phiên âm Nam mô cũng vậy thôi. Tức là gì? Là trớ vờ và nương tựa mà chúng ta gọi tắt là quy mạng. Bạc già phạm, bạc già phạt đế. Bạc già phạt đế chúng ta gọi tắt là bạc già phạm. Một thời nọ Đức Bạc Già Phàm đi châu du giáo hóa các nước, đến thành Quán Nghiêm ở ngữ dưới cơ nhạc âm. Phải không ạ? À? Thì chữ Bạc Già Phàm là chỉ cho đức tính của một vị giác ngộ. Và Bạc Già Phàm có 6 nghĩa, chúng ta có thể tóm tắt như sau. Thanh tựu pháp có phẩm tính thiện xảo cho nên gọi là Bạc Già Phàm. Pháp có phẩm tính thiện xảo là sao? Tức là tùy phương tiện dẫn dắt đạt được an vui, thành tựu giác ngộ, đây gọi là thiện xảo. Còn nếu như mà dùng phương tiện để thu đắc lợi dưỡng, đây gọi là gì? Là xảo quyệt. Phải không hả? Sao gọi là xảo quyệt? Quyệt là cái mồ đó, là cái lỗ đó, là cái chỗ mà khố hầm á, chi trên ở trên là bằng phẳng như đi sập hầm xuống, gọi là xảo quyệt. Xảo quyệt á, huyệt đó là quý quyệt đó. Thì ở đây á, cái phẩm tính thiện xảo này là người ta nói cái gì nói, nhưng mà vì mục đích giác ngộ là được. Nói cái gì đã nói. Có một Phật tử nói thưa thầy, thầy nói rằng á, con không niệm Phật là con chết hả thầy? Đúng, cô không niệm Phật chết chết. À, thì lúc đó cô này sợ quá, đi về nói ông thầy mà nói, ông bảo tôi không niệm Phật là chết. Thế là bà niệm Phật tối ngày. Bà niệm Phật tối ngày. Rồi con của bà giận, nói thầy nói lạ không, mẹ con không niệm Phật thì có chết không? Người con nói với thầy như vậy. Thầy nói trên đời này có ai mà không chết bao giờ. Thì lúc đó thì người con giận thầy, nói như thầy vậy, nói hàng hai thế ai nói không được. Nhưng mà bà cụ thì cứ châm hầm sợ chết mà niệm Phật. Ở trong khả năng của bà chỉ ngang đó thôi. Và do vậy mà bà an vui nhờ công đức niệm Phật. Và phương pháp như vậy, nói như vậy là thiện xáo đối với người đó. Phải vậy không ạ? Cho nên đó, chúng ta bằng vô lượng phương tiện thiện xáo, chúng ta dẫn dắt người ta vào đạo, khiến cho người ta tu hành là được. Muốn cho các vị hiểu Phật Pháp, làm sao? Một mình nói không nổi, mời thêm nhiều thầy nói. Và mỗi thầy cùng nói một chuyện mệt quá, cho nên chia ra nhiều cách nói khác nhau, chia ra nhiều bộ môn khác nhau. Và nói hoài, lôi tới Bồ Đề Phật Quốc nói, bác ngồi đó nói ngày này sang ngày kia, ra đời bác thi. Tôi thầy càng thẳng quá, không sao đâu, cứ làm bài đi, chết thầy chịu cho. Cũng sợ chứ, nói như thế cũng sợ đó phải không? Làm bài, biết đâu càng thẳng quá ngã ngựa chết thì sao? Cả người nghĩ như vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị rằng á, là nhờ đó mà Phật tử chúng ta hiểu Phật Pháp. Gần Tết có một hôm trước có mấy cô Phật tử đến ở Bồ Đề Phật Quốc, và họ khen, họ nói thưa thầy con rất là kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Trước đây gần 6 năm con có đến đây, con thấy cơ sở thật là thảm thương. Và Phật tử thì giống như là manh mún vô cùng, mỗi người một nơi và trình độ khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, rồi mọi thứ khác nhau. Nhưng mà giờ đây sau một thời gian con thấy sao Phật tử ở Bồ Đề Phật Quốc
biết Phật pháp rất nhiều. Hình như con nói ra cái gì họ cũng biết. Rõ ràng là gì? Có thể chúng ta không nói ra được như lời lên lời, nhưng mà chúng ta nghe hoài lỗ tai nó quen rồi. Thành ra ai đó mà nói đến là mình nhớ. Đúng vậy không? Do vậy cho nên người ta có nói gì nói, người ta không thể qua mặt được những cái gì mà mình đã nghe. Thành ra có nhiều Phật tử họ tự nghĩ rằng họ đã hiểu nhiều Phật pháp, và họ coi thường những Phật tử là không hiểu biết. Nhưng khi họ gặp lại những Phật tử đến với Bồ Đề Phật Quốc có 5 năm thôi, thế là họ thua xa. Thành ra họ đến họ khiến thật sự, khiến thật sự. Như vậy thì thưa quý vị, thi cử làm Phật mà thi cái gì? Phải không? Nhưng mà không thể thi làm Phật à? Như vậy thì rõ ràng ở đây ấy, là gì? Là thiện xảo. Là thiện xảo. Rồi á, rồi cho đời thi, rồi nay đâu nó. Đầu tiên các thầy á, cũng hơi buồn cười. Các thầy nói học đạo mà như thế này tôi thấy không ổn. Nói không, các thầy nghe là tôi đi. Tôi biết cái đám chúng sanh này rồi. Biết cái kiểu nó rồi. Đỡ tôi với thầy, đỡ tôi. Tôi dẫn đầu nó vô chùa hết. Rồi từ từ tôi cạo tóc lần lần. Đó là quý thầy cười. Mà sự thật mà nói, thầy nói thật sự trong đây, thầy tin chắc rằng hơn một nửa Phật tử, hơn một nửa Phật tử theo thầy biết, nếu như các vị chỉ cần bỏ bớt một số cái chướng ngại thì các vị sẵn sàng làm người xuất gia ngay lập tức. Nhưng mà do có quá nhiều chướng ngại, do có quá nhiều sự ràng buộc, thành ra chưa có đi được đó thôi. Chứ trong tâm ý của các vị, thầy đã biết rằng các vị đã muốn bỏ trần lao, muốn làm một người tu thật sự rồi. Trong tâm đã có nhiên nhóm cái ý nghĩ đó rồi đó. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa đây mình bỏ ra nhiều dây dợ, mình trói mình lại, trói chặt quá, trói kỹ quá, cho nên bây giờ mình bỏ xuống thật là khổ cực, phải không? Nó vậy đó. Ở đời á, chúng ta càng trói mình chặt chừng nào thì càng bỏ xuống khổ chừng đó. Đầu tiên ra đời có ai biết ăn ớt không? Hả? À, không có đâu. Có người nói là con ra đời cũng biết ăn ớt rồi. Thế tại sao biết? Là vì hồi đó cay quá cho nên con lê lê cái lưỡi. Không có đâu, không có bao giờ. Nhưng mà rồi chúng ta nghe người ta nói ăn cây cây hay hay quá, chúng ta tập cắn một miếng, phải không hả? Cắn miếng. Và khi cắn miếng thì bắt đầu chúng ta thấy nó thích quá, chúng ta nuốt liền, nuốt lệ liền lập tức, ngon dữ gì cũng nuốt đại. Cho nên ông bà mình nói này nghe, là ớt là tấm thực. Tấn thực tức là ăn ngón miệng, ăn nhanh, tại nó cay quá, nuốt đại ra rồi. Hít hà, tháo mồ hôi, quên mất hết cái ngon dở, nuốt đại ra xong. À, hồi xưa có một cái ông thầy, ông biết thầy không ăn ớt được, cho nên ông cứ bỏ ớt vô. Bữa đó thầy thấy cái ông này sao cứ làm phiền mình quá. Thế là thầy cũng bắt đầu tập ăn ớt. Ăn ớt, hái một cái ớt, bỏ cho miệng, nhắm mắt lại, niệm Phật. Cho nó quên cái ớt đi. Bắt đầu kính nhai. Các bạn biết không? Không nuốt nổi mà nó mắc cục. Thế này nó không có nuốt nổi. Nó khổ cực vô cùng. Thế là bắt đầu là cào miệng ra giống như khí cào. Nhưng mà tập ăn được rồi. Nhưng sau này thầy ăn ớt, ăn dối hơn ông này luôn. Thế là khi luộc một cái đĩa rau muống thật là ngon, hai cái ớt thật là xanh luôn trong cái lỗ rau muống. Đỡ cho ông một đĩa, ông ăn nó kêu xé miệng. Ông nói ông cho tôi phải không? Ông cho tôi phải không? Thưa quý vị, những cái điều nghịch ngợm này á, thì á, nó là một cái niềm vui phàm phu ở trong chùa. Nhưng mà sau này lớn lên á, mình thấy mình cần phải sám hối. Tại sao? Bởi vì khi tu nghiêm túc rồi á, thì những cái niềm vui đôi khi nó tạo cái duyên trôi lên trong luân hồi đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mà lúc mà còn nghịch ngợm, còn chú tiêu á, thì mình cứ nghĩ rằng đó là cái trò vui, trò cười. Thành thật cưới điều này các vị đừng nói ai nghe. Thành thật thưa quý vị, vậy thì ở đây á, chúng ta hiểu bạc và phàm là gì? Là phương tiện mang tính phẩm tính thiện xảo thành tựu tất cả những phương thức này. Thầy cớ chuyện đông, chuyện tây, chuyện phàm, chuyện thánh để cho chúng ta quên đi cái mệt của phàm phu và lãnh hội giáo pháp cho thật là tinh tấn. Đó cũng là gì? Là thiện xảo. Tu tập viên mãn thân giới tâm tuệ đại bi dạ gì? Dạ vô lượng pháp. Đó là gì? Đó là phương diện thứ hai của mục đức bạc và phàm. Tu tập viên mãn thân giới tâm tuệ đại bi và vô lượng pháp. Một câu như vậy thôi,
Chúng ta thấy Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã tu trong vô lượng kiếp, chứ không phải một ngày một bữa mà thành tựu được cảnh giới này. Rồi gì nữa? Rồi Ngài có đầy đủ oai nghi khoan thai, đầy đủ oai nghi khoan thai. Chúng ta học cái điều này. Và cái oai nghi khoan thai của Ngài siêu việt hơn, đó là gì? Là tự tại trong lĩnh vực đến đi thành hoại. Cảnh giới nó siêu việt như vậy, chứ không phải đơn giản là khoan thai. Chúng ta mặc áo tràng mà chúng ta đỡ cổ ra, không có chịu kéo lại, vào trong đạo tràng cũng quên mất rằng cần phải tắt điện thoại để làm nhiễu âm, tạp âm, làm phiền cho đại chúng. Như vậy là cũng thiếu oai nghi rồi, thiếu oai nghi rồi. Rồi ăn mặc sinh hoạt đi đứng mọi thứ không để ý, không nhìn trước, không nhìn sau. Chúng ta học Thế Tôn ở trong phương diện là oai nghi, khoan thai, khoác y, mang bát, trải tọa cụ, tất cả Thế Tôn đều hành hoạt một cách khoan thai tự tại. Cái đặc biệt ở chữ khoan thai tự tại hơn thế nữa, đó là gì? Đó là trong các pháp thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, Ngài đến cuộc đời này một cách tự tại, từ cổ trời đau xuất trở thành một trung ấm, như là một chàng thanh niên đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đi vào ở trong lòng mẹ Maya, giống như là con người đi vào ở trong tấm gương. Và hoàng hậu Maya xin đứng, cho nên khi ngài xuất hiện cũng giống như là một cái tấm gương ở trong con người trong tấm gương đi ra vậy thôi. Và không có nước ối, không có cái bất tịnh của người phụ nữ sinh con. Và khi vừa bước xuống thì Thế Tôn là đứng, và lúc đó có 7 đóa sen, mỗi bước ngài đi ra, xin lỗi, là khi mà ngài ra đời là đi được liền, chứ không phải là như mỗi đứa trẻ khác. Cái điều kỳ diệu này, phước báo vô lượng của Phật. Và lúc đó có hai cái ngọn nước, một cái là lạnh, một là nóng, một là lạnh, một là nóng, trên trời phun xuống, đó là do hai dòng mà rồi tưới tẩm thái tử. Như vậy thì rõ ràng ở đây gọi là gì? Là tứ tái. Cho tới khi mà ăn cái gì? Ăn cái bát cháo sữa cuối cùng của Thuần Đà. Thế Tôn nói rằng không ai trên thế gian này ăn cháo sữa này mà có thể giữ được mạng sống. Ngay cả những vị thánh A-la-hán cũng không giữ được mạng sống. Chỉ có Như Lai mới giữ được. Và từ đó mà Ngài đi dần tới chỗ Ta La Song Thọ, đỡ vào trong Niết Bàn như tất cả những gì Ngài quyết định. Đây gọi là gì? Là đến đi một cách tự tại. Đó gọi là tự tại. Tự tại khả năng này gọi là một đấng bạc già phạm. Tiếp theo nữa, Thế Tôn vĩnh viễn phá hết tất cả ác pháp, quả dị thục, sanh già bệnh chết. Tức là tất cả những cái ác pháp Thế Tôn đã vĩnh viễn đoạn trừ, và những cái quả báo đau khổ của nó hoàn toàn không xuất hiện nữa. Đây gọi là gì? Đây gọi là phá trừ hết thảy. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng thành tựu khả năng này, cho nên Ngài được gọi là đấng bạc già phạm. Tiếp theo, ý nghĩa thứ năm trong nghĩa bạc già phạm đó là gì? Đó là thông đạt cái trí vô sư, bố thí pháp vô úy. Tất cả những gì Thế Tôn cần biết là biết, không cần phải học nữa. Khi mới vừa thành đạo như Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rằng tất cả pháp duyên khởi và pháp duyên dĩ sinh đã hiện ra trước mặt. Pháp duyên khởi tức là pháp tánh không, và ở trong cái tánh không đó tùy theo nghiệp lực biểu hiện với tính chất nhân quả luân hồi. Đây gọi là pháp duyên dĩ sinh, hay gọi là thế giới hiện tượng, cũng như là bản chất tánh không của vạn vật đều hiện ra trước mắt một cách rõ ràng, không có nhầm lẫn nữa. Đây gọi là gì? Đây gọi là trí vô sư. Và từ đó mà Ngài nói pháp hoàn toàn không có sợ hãi. Thế Tôn nói rằng ở trong Ma Vương, ở trong Bà Môn, Sa Môn, ở trong tất cả đại chúng, Thế Tôn tuyên bố ta biết tất cả là biết tất cả, ta không có sợ hãi, và không có ai có thể phủ nhận điều này của ta. Đây gọi là một đấng bạc già phạm. Và nghĩa thứ sáu nữa là tùy nghi thuyết pháp khiến cho mọi người đều sinh tín tâm lãnh thọ, do vậy mà danh xưng đồn khắp. Người ta nói rằng giống như đi vào trong biển báu đã tìm một chút ngập ngà, cũng như vậy đến chỗ Đức Thế Tôn không bao giờ người ta trở về với tay không.
Chứ vậy mà ai đến với Ngài, từ thiên ma cho đến là ngoại đạo, cho đến vua chúa, cho đến bao nhiêu cái người xấu xa trong cuộc đời, đều gặt hái được một sự an lành, một sự tin tưởng tuyệt đối mà ra về. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta từ đó mà thấy năng lực của một đấng giác ngộ được gọi là đấng bạc dạ phạm, nghĩa của nó đầy đủ hơn là những chữ như là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Trì, vân vân. Nắm được chưa hả? Thầy nói như vậy để các vị nghe ôn bài nhớ lại một chút. Đây gọi là gì? Là bạc già phạt đế, nghĩa là như vậy. Tiếp theo, bợ sát xã. Bợ sát xã đó là gì? Là tiêu tai duyên thọ dược sư, hay là danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Sao gọi là dược sư? Dược á là thuốc, sư là thầy. Thầy thuốc này có phải là một bác sĩ hay không? Vâng, cũng có thể Ngài là một bác sĩ theo nghĩa đen, và cũng là một bác sĩ theo nghĩa bóng. Cái bệnh của chúng sanh đó là do nghiệp lực tạo ra. Thế giới khoa học chỉ nhìn thấy những hiện tượng sinh ra mà không thấy nguyên nhân hình thành của nó. Chẳng hạn như dịch Covid-19 này là một hiện tượng đã hình thành, nhưng nguyên nhân của nó bắt đầu từ đâu chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ như luật về sử dụng cần sa, cho phép sử dụng cần sa, phải vậy không? Trở thành luật cho phép tự do. Và cần sa là một cái loại vật chất, nó làm cho tinh thần người ta không có được bình thường. Nó làm tạo ra những cái ảo giác, những cái hạnh phúc mang tính ảo giác, không phải là hạnh phúc chân thật. Thế thì bắt đầu nguồn thuế mà được thu nhập từ tự do cần sa này tích thành ngân quỹ của tiểu bang, của quốc gia, và nó sẽ sử dụng vào những cái việc thiện nguyện, chẳng hạn như là trợ giúp cho y tế, chẳng hạn như vậy, chi dùng vào đời sống. Rõ ràng nhân không thanh tịnh, liệu quả có bình an hay không? Từ đó chúng ta sẽ hiểu, ở đời tất cả mọi cái nhân nào mà không thanh tịnh, quả nó sẽ không có an vui. Do vậy cho nên chúng ta chiêm nghiệm từ nhân từ quả, nghiệp của cộng đồng, của người tạo ra như thế nào, đó rồi con người ta phải chịu lấy những tai ương nạn ích. Và chúng ta thấy thế giới duyên khởi, duyên khởi tới mức mà không phải là chúng ta độc lập được nữa. Buổi tối chúng ta ngủ trong nhà, nghe có một người hàng xóm họ ho mấy cái, mình lo không biết con bị Covid hay không nữa. Nó tương tác, nó liên kết chặt chẽ như vậy, chứ không phải đơn giản là độc lập được nữa. Từ đó mà chúng ta hiểu là pháp duyên dĩ sanh, pháp tính duyên khởi mà. Thành ra ở đây chúng ta hãy tự làm thầy của chính mình, tức là chúng ta cũng trở thành hóa thân của đức dược sư Lũ Lô Tịch Lưu Ly. Đây là chỉ cho quốc độ thanh tịnh trang nghiêm của Ngài ở phương Đông, mà chúng ta có thể dùng một chữ khác là Cực Lạc phương Đông của Phật Dược Sư, Cực Lạc phương Tây của Phật Di Đà. Bác Lạc Đà, gọi là Bác Lạc Bà, Bác Lạc Bà hay Bác Lạc Đà, được gọi là gì? Là trí tuệ quang minh. Trí tuệ quang minh này không có gì ngăn cản được, là chỉ cho trí bát nhã soi thấu tất cả chân tướng vạn vật. Hắc Ra Xà Giả, đây gọi là phổ lễ tất cả chư vị Bồ Tát. Đát Thà Yết Đa Già, được gọi là phổ lễ tất cả đệ tử của đức Như Lai. A-ra-hát-đế là chỉ gì? Chỉ cho tất cả cảm ứng của tất cả gì? Chỉ cho sự cảm ứng của tất cả những chúng sinh mà hữu duyên ở trong cảnh giới của Phật Dược Sư. Hay nói cách khác là khi chúng ta đọc câu chú này là chúng ta nhận sự giá trị của Phật, của Bồ Tát đi theo Phật, rồi của tất cả thánh chúng, của tất cả chúng đệ tử tu theo cái hạnh của đức Dược Sư. Tam miệu tam bột đà, nghĩa là quy y ba đời mười phương chư Phật. Đát Điệt Tha, nghĩa là tức thiết chú viết. Án cần có gì? Án là gì? Là bốn mẫu, là chú mẫu, hay còn gọi là Phật mẫu, tức là từ trong trí tuệ bát nhã, trong tâm chú này mà sản sinh ra vô lượng mười phương chư Phật. Từ ở trong chữ án này, trong văn hóa của Bà La Môn thì người ta xem đây là gì? Là cái âm thanh đầu tiên của vũ trụ. Cho nên người tập vào chữ án tức là tiếp xúc mẫu tử đầu tiên của vũ trụ.
Và từ đó mà thành tựu 10 pháp môn. Chúng ta biết đó là gì? Là tính, xin lỗi, là tự, là cú, là quán, là trí, là hành, là nguyện, là giáo, là lý, là nhân, là quả. Những chân lý này, lời giải thích này các người đã nghe ở trong Đại Bi, trong chú Đại Bi rồi. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, bờ sát thể nghĩa là Như Lai. Lặp lại ý nó là chỉ cho các đức Như Lai. Bờ sát xả cũng trở lại là nối đến các đức Như Lai ở trong cõi phương Đông. Có nhiều đức Như Lai dược sư lưu ly ở cõi phương Đông đồng hiệu với đức dược sư lưu ly Quang Như Lai được đề cập ở trong câu chú này. Cũng giống như Cực Lạc Tây Phương có đức Vô Lượng Thọ, thì ở phương Tây đó cũng có nhiều vị Vô Lượng Thọ nữa mà trong kinh A Di Đà có đề cập tới. Như vậy thì chúng ta thấy Tam Mục Yết Đế Tố Ha nghĩa là gì? Nghĩa là ba đời chư Phật khen ngợi tán thán đạo quả vô thượng Bồ Đề, đạo quả vô thượng Bồ Đề nhanh chóng được thành tựu. Chúng ta thấy nó miên man quá. Giờ đây chúng ta tổng hợp lại câu chú này để chúng ta hiểu nghĩa là gì. Quy mạng Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Khoan Như Lai, ứng cúng chánh định chánh giác, chân ngôn nói rằng: xin Ngài hễ ban cho con thuốc diệt trừ quả báo, bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh vô minh, để cho con chống phát sinh được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Chúng ta phân tích một chút xíu để chúng ta nhận ra nghĩa sâu màu ở trong câu chú này. Quy mạng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức là chúng ta thành tâm kính lễ, quy ngưỡng tuyệt đối trong đạo hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Với một chân lý được tuyên bố như sau, là xin Ngài hãy ban cho con thuốc trừ bệnh quả báo. Trừ cái bệnh quả báo, thành ra chúng ta thắp đèn theo tinh thần của Dược Sư, chúng ta thắc chí ngũ sắc, rồi chúng ta tu theo hạnh của Dược Sư, chúng ta cần cầu bằng tâm ý của mình. Chúng ta hiểu rằng khi tâm ý của mình được thâu nhiếp thanh tịnh ở trong kinh, ở trong mật chú, thì lúc đó tâm chúng ta hoàn toàn trở thành thanh tịnh. Mà nhờ cái tâm thanh tịnh như vậy, nó mới chiêu cảm vô lượng phước báo. Và nhờ phước báo sinh trưởng trong nội tâm, cho nên những tật dịch tai ương sẽ bị đẩy lùi. Còn nếu như chúng ta chiêu cảm ác quá, thì mạng sống chúng ta lập tức chết ngay. Cũng giống như là nghiệp ác của chúng ta quá nhiều, nếu chúng ta không thọ giới được sự truyền trì đàng hoàng, thì chúng ta thọ giới Đức A-la-hán, mạng sống chúng ta ngay lập tức chấm dứt. Như trường hợp của bà Hy Gia, mới có vừa Đức A-la-hán, chưa nhờ cái pháp y chê được thân mình, lập tức nghiệp kéo đến và thân lập tức chấm dứt. Rõ ràng ở đây á, là pháp y của Phật rất là kỳ diệu, chê giữ mạng sống để cho các vị sa môn ngăn cản nghiệp lực kéo đến và có thêm thời gian mà thọ trì, mà truyền trao giáo pháp của Như Lai. Cái điều kỳ diệu này chúng ta nghiên cứu kỹ, chúng ta mới thấy được là giá trị của một người thọ giới. Đó là gì? Là quả báo. Là quả báo. Và cái quả báo thường thường là do gì? Do nghiệp. Mà hôm nay chúng ta thọ trì thanh tịnh thì cái nghiệp đó sẽ bị gì? Bị đẩy lùi. Đây là điều đương nhiên. Đây gọi là một lối tư duy khoa học thực nghiệm, chứ không phải là một loại tín tâm ở trong mật chú mang tính tín ngưỡng dần dần. Rồi bệnh nghiệp ác, khi chúng ta thọ trì trong tâm chú hướng tới Phật, lấy Phật là một người trong sáng để chúng ta nương tựa, thì lúc đó nghiệp ác chúng ta sẽ bị chặn đứng, không thể phát sinh được. Nghiệp ác nó phát sinh được cũng phải có môi trường của nó. Nếu như một hạt giống không được tưới tẩm, nó có nảy mầm được hay không? Rõ ràng chúng ta tưới tẩm cái gì, nảy mầm cái đó. Tâm chúng ta tưới tẩm sự thanh tịnh thì những phước thiện sẽ nảy mầm, tưới tẩm ác nghiệp thì sẽ nảy mầm ác quả mà thôi. Và tiếp theo nữa, bệnh kiến tư, bệnh trần sa, bệnh vô minh. Bệnh kiến tư là bệnh gì? Bệnh trần sa là bệnh gì? Bệnh vô minh là bệnh gì? Hai cái loại bệnh đầu đó là bệnh quả báo và bệnh nghiệp ác. Bệnh quả báo là cái quả diễn ra mà chúng ta đang đối diện.
Còn cái bệnh nghiệp ác là cái bệnh mà chúng ta tạo ở trong quá khứ tới bây giờ, nó tiềm tàng ở trong tâm chưa sinh ra thành thành quả. Hai cái này ở trong thế giới hiện tượng, và chúng ta thấy tất cả đều dựa trên sự sai lầm của tri kiến, mất chánh niệm, sai lầm trong tri kiến mà các nghiệp mới được quy tụ và hành động. Do vậy cho nên cái bệnh kiến tư này chúng ta hiểu đó là kiến hoạch và tư hoạch. Kiến hoạch là gì? Tức là khi ý thức của chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh, khi chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh nó sinh tà kiến, sinh cái hiểu biết sai lầm, hay nói cách khác là gì? Là chúng ta mê lầm đạo lý ở trong ba thời quá khứ hiện tại tương lai. Muốn trừ cái này chỉ cần học đạo là sẽ trừ được. Rồi bệnh tư hoặc là gì? Là cái thói quen năm giác quan khi tiếp xúc với ngoại cảnh nó tạo ra sự cám dỗ mơ hoặc, và nếu như không được như ý thì phiền não phát khởi, đây gọi là bệnh tư hoặc. Nếu như bệnh tư hoặc này á, là phải tu tập chứ không thể học mà trừ được. Có những điều chúng ta không biết, học thì chúng ta sẽ biết, nhưng mà để đổi thay đổi cái thói hư tật xấu của mình là phải tu hành trừ bỏ. Nếu không thì thói quen này không thể nào bỏ được. Đây gọi là gì? Là tư hoạch. Cái bệnh kiến hoạch và tư hoạch muốn bỏ không có đơn giản, phải phát nguyện học đạo và tu tập. Rồi cái bệnh trần sa hạt là bệnh gì thưa quý vị? Tức là những loại phiền não vi tế nó tiềm phục ở trong lòng. Tham tiềm phục, sân tiềm phục. Cái tham ở quốc độ này có thể các vị không còn tham nữa, bởi vì cái gì các vị cũng thấy nó ngán hết rồi. Nhưng mà nếu như cái cảnh trí tuyệt diệu ở các cõi trời, liệu chúng ta có còn tham hay là chúng ta hết tham? Cho nên cái tham tiềm phục nó ẩn núp ở trong tâm chúng ta, khi gặp một cái duyên đủ lúc bây giờ nó mới hiện ra. À, hồi đó thầy có nghe một anh chàng Phật tử cãi cọ trong chùa. Thầy hỏi tại sao anh nói giận nhiều như vậy. Nói thưa thầy, cái ông đó ổng chửi mẹ con, chửi mẹ con nhịn, nhưng mà ông chửi tới cha con luôn. Thầy con không thể nhịn được, ông chửi mẹ được rồi tại sao còn chửi cha nữa. Thì bất cười quá. Thầy nói tại sao mà lại khởi lên, tại vì cái sân nó tiềm phục. Khi cái duyên á là người ta chửi mẹ thì mình còn nhịn được, nhưng mà người ta chửi cha nữa thì mình chịu không nổi. Phải không ạ? Là lúc đó nó phát khởi lên liền. Thành ra có những cái tham, cái sân, rồi những cái vô minh vi tế mà chúng ta phải gặp việc chúng ta mới thấy mình vô minh như thế nào. Có những điều mình biết và có vô số điều mình chưa biết. Có những điều mình thấu hiểu hết tam tạng kinh điển, nhưng mà cái biết của Phật là như lá trong rừng cây, chúng ta làm sao thấu hết được. Dạ, cho nên chúng ta còn quá nhiều vô minh nó nhiều, giống như là vi trần, giống như bụi, như cát sông Hằng, cho nên gọi là trần sa hoạt. À, mà muốn đoạn trừ trần sa hoạt thì phải quán chiếu nhân duyên, vạn pháp đều như hiển để đoạn trừ. Và cuối cùng đó là bệnh vô minh hoạt. Vô minh là gì? Là không hiểu thấu chân lý, cứ vướng bên này chấp bên kia. Vậy thì hãy quán trung đạo. Mà quán trung đạo là con đường bát thánh đạo các vị A-la-hán thành tựu. Giả sử ở đây chúng ta quán, chúng ta tu không nổi, thành ra chúng ta hành trì là gì? Chúng ta hành trì là dược sư quán đảnh chân ngôn để chúng ta trừ tất cả những cái loại bệnh lớn lao này. Cái bệnh đầu tiên là bệnh quả báo, thứ hai là bệnh nghiệp ác, thứ ba là bệnh kiến hoặc, bệnh thứ tư là trần sa hoặc, bệnh thứ năm là vô minh hoặc. Và khi chúng ta trừ hết những bệnh đó thì chúng ta là một vị Phật rực sáng ở giữa nhân gian này. Đây gọi là gì? Đây gọi là đạo quả vô thượng, chống được thành tựu. Thành ra chúng ta hành trì chú dược sư, tụng kinh dược sư không đơn giản ở chỗ là chúng ta tìm cầu một chút an lành trong hiện tại không đâu, mà chúng ta nên xem nó là đạt được cái quả vị tối thượng thừa. Thành ra một lần nữa chúng ta thấy tất cả các tông phái, các pháp môn đều đưa chúng ta đến sự giác ngộ tối thượng, chứ không phải chỉ đáp ứng cho chúng ta mong cầu những cái phước báo nhỏ nhoi ở trong đời sống phàm tình này mà thôi. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ngang đây. Nguyện đem công đức này
hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đây.